rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, hello. Hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta quay lại với một con game ha. Đó là Gunbound. Đây là một server mới nha anh em. Thì thấy thì server này free được hơn server kia ha. Server kia nhìn nó tù nó làm sao mà ra server ghét luôn anh em. Không hiểu luôn á. Rồi ok, bây giờ làm nhiệm vụ đầu game kiếm chút cháo ha. Để coi coi nó có phi cái gì ngon không đây. Con kia thì thấy anh em không mặn nồng lắm. Heo thì cũng thấy con kia nó không mặn nồng thiệt á. Con này không biết ra sao đây. Này việc hóa đầy đủ hơn nè. Gì vậy? Wow, được được, phi luôn level. Wow. Oh, 10 triệu kim cương, 10 triệu ngọc, ngon luôn nha anh em. Trời ơi. Được nha, thấy vậy là thấy được rồi nè. Đó. Kết admin của bên này ha. Ít ra phi cũng vậy, người ta mới có hứng ta chơi chứ. Này thì quỹ trưởng thành này nọ chắc không có để coi hoạt động đúng bi luôn. Huy nhiều vậy là không có mấy cái event sự kiện này nọ rồi ha, nhìn là thấy rồi. Rồi 7 ngày vui vẻ cái này vứt chứ có làm gì đâu. Rồi nhìn sơ thì server này đầu vô là phi cho chúng ta là 20 triệu nha anh em, 10 triệu kim cương và 10 triệu ngọc nha. Đó. Ngon rồi đúng không? Trời ơi, vậy là cứ phạm phạm mà chơi thôi chứ có gì đâu. Vô cửa hàng nè. Cửa hàng là biết chắc là không có cái gì ngon rồi đó, chỉ là mấy cứ thứ sàm sàm thôi ha. Cái này mà có vòng quay nữa là ngon rồi. Tiếc là nó không có vòng quay ha. Và server thì cảm thấy là hơi lắc ha. Hơi lắc đó. Rồi mua mấy cái này về để tăng thêm lực chiến đồ lên chứ. Tiền nhiều mà anh em. Xài đi tới 20 triệu lận mà. Đạo cụ nâng cấp kỹ năng nữa kìa, từ từ ha, cứ bình tĩnh, cái gì chúng ta cũng sẽ mua hết nha, không có để chừa cái gì đâu. Nhưng mà mấy cái này nó không có mấy cái con vật khác ha, có những con vật thú cưỡi đồ đẹp hơn mà trong này không có bán nha. Này nó bán những con mà mặc định thôi anh em. Mà cái bảng này thấy là việc hóa cẩn thận này nha, thấy là ok đó. Mua hết luôn. Mua nãy giờ cũng tốn kha khá ha. Anh em đừng có làm giống heo nha. Quý tiền lắm. Đây, đây có chú Từng Lộc. Từng Lộc đó chứ không phải Từng Lộc kéo xe đâu. Đây, đây có bé A-Ship thật cao luôn. Hết mã nữa, mua được có 10 cái. Vũ khí hẹn giờ. Ghê không? Ơi thiệt chứ. Đây là trang bị. Bộ bán hơi ít nha. Rảnh mà biết làm gì đâu, mua thôi chứ. Mua thì mua chứ xài thì chưa biết ha.
cái gì vậy? À, bông tai may mắn mua không được. Bốn nghìn tám, 18.300. Con này hơi yếu nha. Một con server hơi lắc nha anh em, thấy server này nó hơi lắc nha. Đó, kênh heo là review là rất là cẩn thận cho anh em luôn ha. Đó, server lắc thì nó server lắc ha, chứ không có biện minh này kia ha. Vì đơn giản là server này không có quảng cáo ha. Ừ, nó vậy á mà. Vườn A-Sep, thức ăn, vòng sáng ngẫu nhiên, thì túi, rồi thẻ nhân 2 này kia kia nọ, rèn đá này kia. Rồi qua bên thời trang nè ha. Ý, có bộ này đẹp nè anh em. Nhưng mà ta ghét cái mặt này nha. Cái mặt này là hơi xấu. Mặt này đẹp nè. Mặt này đẹp nè nha. Ok. Túi quà này cũng đẹp. Vâng, bà méo thấy cái vũ khí nằm đâu luôn. Má mời đánh giết luôn á. Đi đánh đâu biết bắn đâu mà cứ mời giết luôn vậy trời. Đã bắn dở mà nó mời giết luôn kìa. Thiệt luôn á. Chắc là nó không biết là mình là heo VKT đâu nên nó mời vậy đó. Chứ nó mà biết heo VKT là nó sẽ không mời. Tại vì bắn dở lắm anh em. Bắn thua riết luôn à. Không biết bắn bả này đâu. Thấy người ta chơi vô chơi vậy thôi chứ biết bắn gì đâu. Ok rồi, không có vũ khí trong này luôn ha. Vâng, rất ngon luôn. Rồi server này chắc vũ khí nó bắt nạp rồi anh em ơi. Nó không bán giống gì trong này hết luôn. Hài thiệt. Có một sự buồn nhẹ ha. Biết ta lấy vũ khí gì nữa. Ok vô rồi cũng nâng cấp đồ, mặc đồ rồi chứ. Nè đó. Má nhìn cái đầu nó tù ghê không? Đồ ngầu. Này cũng được ha. Rồi, ha cái này. Đó, cái này đẹp nè. Ok, quyết định mua. Để ta mua cái này mà ta. Đó. Rồi, ok. Cái mã nó đi, mệt quá. Rồi, ok, bây giờ vô game nào. Hú cưỡi mở luôn ha. Chiến. Rồi, hú cưỡi nè, quá trời luôn nè. Hồi nãy mua một đống nè. Đó.
Thỏ ngọc nè ha. Đó. Gà lôi, gà tây nè. Ôi cái này Việt hóa hơi nhiều luôn nha. À cái suột này ngon anh em. Cái suột này là thấy là rất nhiều Việt hóa, gần như là full hết ha. Gần như là 90% rồi đó. Đi sâu vô thì không biết là còn cái nào mà chưa Việt hóa hay không thì theo không rõ, nhưng mà nhìn sơ qua là nó Việt hóa gần hết luôn á nha. Ok, lấy chiếc xe đi. Để vô bắn trận thử coi nó có lắc liếc gì không đây. Anh em nào thấy hay thì nhớ like và share ủng hộ Heo VKT nha. Thì game này Heo yêu cầu của nhiều bạn là, nhiều bạn yêu cầu Heo là mở hay là tìm cái con game này up cho anh em ha. Thì hôm nay thì rảnh tìm thấy một cái server ha, quy cũng khá là ok. Nếu có thời gian thì nâng đồ lên là cũng được nha. Rồi nhớ like và share mạnh tay vào nha anh em, để có thêm động lực mà tìm thêm nhiều game hay nữa cho anh em nha, cũng như là đi ăn cắp thêm nhiều game hay ha. Nhớ nha anh em. Và kênh Heo cũng sắp được 10.000 rồi anh em. Anh em bắn dở lắm anh em ơi. Anh em nhớ like, share và rủ bạn bè đăng ký kênh của Heo với nha. Chuẩn bị 10.000 rồi, lâu quá. Ta nói tao bắn dở mà tao bay cứ mời tao bắn giết luôn á. Biết bắn như này đâu. Không biết bắn đâu thấy không? Thiệt luôn á, bắn dưới máy không luôn. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Like, share mạnh tay lên nào. Thiệt luôn á, biết bắn đâu mà nó mời giết luôn vậy đó. Bắn mà dở mà nó mời giết luôn, nghỉ luôn cho rồi. Ra, bye bye anh em.